Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của Linh Anh. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Dung Han của đất nước Đức. Một chiếc đồng hồ với thiết kế thùng vô cùng độc lạ, đẹp. Phải nói là dị luôn các bác ạ. Dị bởi vì các bác có thể nhìn thấy đây. Một thiết kế không lộ quả lắc. Buôn bán bao nhiêu năm trời rồi. Lần đầu tiên em được nhìn thấy một chiếc đồng hồ như thế này ạ. Và em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đây, một kiểu thiết kế thùng dài, hình hộp chữ nhật, kín từ trên xuống dưới ạ. Với diện tích mặt 18cm. Hai bên cánh thùng này là chạm nổi những bông hoa hồng rất là đẹp và tinh tế. Các bác có thể nhìn thấy đây là họ chạm trực tiếp lên trên thân thùng các bác nhé. Để các bác có thể hiểu được là chiếc thùng này nó cực kỳ dày dặn và cái chiếc gỗ cực kỳ tốt thì họ mới có thể chạm trực tiếp ở trên này được. Đây các bác có thể nhìn những bông hoa này. Họ làm rất là tỉ mỉ và chi tiết, chạm nổi hoàn toàn. Rất là cầu kỳ đấy. Bên trên là những hình khối chữ nhật. Đấy, chạy dọc ở hai bên thân thùng, rất là đẹp. Chiếc đồng hồ có mã số 234 với kích thước ngang 37, dài 83 và sâu 15cm các bác nhé. Đây là một thiết kế kích thước cực kỳ dài, to và khủng đấy ạ. Bông hoa chạy dọc toàn bộ thùng luôn. Này, nó làm nổi cực kỳ rõ đấy ạ. Chi tiết tỉ mỉ. Đây, và điểm đặc biệt đó chính là không lộ quả lắc. Bình thường các bác sẽ nhìn thấy dưới này sẽ là một chiếc kính trắng thủy, nhưng không, em này không lộ quả lắc, mang đến một chất âm cực kỳ ấm, giữ âm tốt. Nên là khi mà đồng hồ đánh âm rất là hay. Bên dưới là bệ đỡ cũng được chạm khắc hình khối rất đẹp ạ. Gỗ phải dày dặn và chắc chắn như thế nào thì họ mới có thể chạm nổi như thế này. Bình thường các bác sẽ nhìn thấy là những bông hoa được làm riêng và gắn trực tiếp lên trên thân thùng. Nhưng con này là trực tiếp chạm trực tiếp trên gỗ ạ. Đây các bác có thể nhìn này. Gỗ rất là dày và chắc chắn, mặt trong của gỗ. Gỗ sồi Nga, zin Tây 100%. Kính cong mò các bác nhé. Em này còn nguyên giấy tờ mua bán các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy đây. 12 tháng 3. Em nghĩ cái năm 3 này là năm sản xuất 1953. Đây là sản xuất của chiếc đồng hồ. Còn đây là địa chỉ và số điện thoại cũng như thông tin của người mua mà bên hãng khi giao tới cho khách hàng đã ghi vào đây. Đây là ngày tháng mua này. Em đoán là như thế, từ năm 93 rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là đồng hồ nó rất là cổ mà còn giữ được cái chất gỗ tốt như thế này. Hầu như chưa bị ảnh hưởng một chút nào bởi mới mọt và thời gian. Khóa zin, khóa gông, đinh ốc chống tường, tất cả có nguyên vẹn và đầy đủ. Khóa giờ. Đấy ạ, mọi thứ còn rất là đẹp. Đây là mặt của em ấy, chiếc đồng hồ Dung Han. Mặt đây là những cái vết của thời gian thì mình không thể tránh khỏi. Đồ cổ mà các bác, nhưng mà khi mà em quay xa thì các bác thấy là nó cũng không ảnh hưởng nhiều phải không ạ? Nhìn xa cũng không có thấy vấn đề gì cả. Đặc trưng của đồng hồ Dung Han ấy, cụ gông hoa thị. Rồi, mời các bác cùng thẩm âm với em ạ.
dung hàng thương hiệu của người Đức, niềm tự hào của đất nước Đức. Bảo sao mà âm tuyệt vời thế ạ? Các bác thấy âm của nó thế nào ạ? Dùng hàng miên bản, chất âm quá hay. Và đến khi em đóng cái thùng này vào, chất âm vẫn còn vang vọng, rất là ngân nga, tuyệt vời. Và chiếc đồng hồ có mã số 234 em xin giao lưu với các bác giá 10 triệu đồng. Chỉ 10 triệu đồng đấy, một chiếc đồng hồ to khủng dài như thế này. Âm thì miễn bản, chỉ có giá 10 triệu thôi ạ. Các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 084 326 1111, add Zalo của bên em, cũng như đăng ký kênh ủng hộ bên em, để khi em ra video mới các bác sẽ là người đầu tiên được xem. Và em xin chân thành cảm ơn các bác, và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo ạ.